Hello mọi người, đây là vlog tiếp theo của mình nè. Đáng lý ra vlog này á là mình định làm khi về nhà ăn Tết, nhưng mà cuối cùng mình ăn Tết ở Sài Gòn cho nên thành ra nó sẽ giống y như mọi vlog bình thường thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mình ở lại Sài Gòn vào dịp Tết âm lịch luôn, cho nên mình cũng muốn quay lại một chút. Và đây là phần review đầu vlog nha. Trước Tết á thì thường là mình sẽ mua đồ Tết và mình còn mua quà cho gia đình nữa, như đôi BTS Hunter này nè là mình mua cho thằng em. Và gần Tết rồi cho nên có đợt sale, mình mua được với giá rất là tốt luôn. Về phần mình thì mình cũng miệt mài shopping online cho nên hôm nay mình đã nhận được gói hàng đầu tiên nè. Mấy cái này chỉ là trang bạc handmade thôi nhưng mà nó rất là cute cho nên mình mới mua. Và bạn bán cũng rất là dễ thương luôn, kèm cho mình rất là nhiều cao su màu đỏ để mình có thể đeo kèm với vòng cùng màu. Đây là charm mèo may mắn nè. Và đây là vòng chốt hình con gấu, cực kỳ dễ thương. Mà mình thì bị thích mấy cái đồ dễ thương như này lắm luôn á. Và khi mà xỏ vô thì nó sẽ nhìn như này. Mình còn có thể tách ra đeo riêng, cũng rất là đẹp. Tiếp theo là một bịch đồ rất là to vừa mới ship tới. Cái này thì là quần áo mình mua bên Douchan và ngay đợt sale Tết cho nên mình mua hơi bị nhiều. Với cũng lâu rồi không có mua đồ mới cho nên mình tính là mua về thì mặc chụp hình Tết đồ nữa. Nhưng mà cuối cùng là chỉ được mặc thử như này thôi á. Tới tối thì gói đồ tiếp theo nó lại ship tới, mình đi khui tiếp thôi. Tinh 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 tinh, đây là con trâu bông, nhìn cute for me wear ghê hơn. Năm nay là năm trâu cho nên mình hốt một em ba chân nè. Gói đồ tiếp theo cũng là chain Pandora nhưng mà rất là xinh luôn. Thì lúc này là mình đã quyết định ở lại Sài Gòn dịp Tết rồi. Do là dịch nó đang bùng lại á, lần này thì mua đồ là để cho Tết có đồ chơi. Tại vì cái mà làm mình vui nhanh nhất đó là mua charm Pandora để lắp vô vòng đó. Mình cứ nghĩ là thời điểm này trong năm chắc là hết mưa rồi. Nhưng mà cuối cùng thì vlog này nó vẫn có mưa. Trời đổ mưa rất là lớn, lớn dễ sợ luôn. Hôm nay 29 Tết rồi cho nên là mình sẽ đi chợ mua ít đồ ăn để trữ trong mấy ngày Tết nè. Hôm trước tưởng là sẽ về cho nên mình dọn cái tủ lạnh gần hết luôn. Bây giờ phải mua bù lại. Lúc đi về thì cũng tay xách nách mang cho mấy bọc. Và gần Tết thì cái chỗ ở của mình á vắng vẻ hẳn. Bữa nay mình quyết định sẽ làm một nồi thịt kho. Thực ra thì Tết nào mình cũng ăn nên rất là ngán. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại thèm. Cho nên thôi kệ, nấu luôn đây. Bình thường nếu như mà làm clip nấu ăn thì mình sẽ ghi công thức cho mọi người dễ hình dung. Chứ kiểu nấu ăn của mình là theo trường phái cảm giác nè. Toàn là nhắm chừng thôi á.
Lần này mình ướp một ký thịt với tỏi và hành tím bằm nhỏ, đường, ít muối và nước mắm, rồi thêm ít nước bột Hàn Quốc cho nó có màu đẹp nữa, và thêm nước màu vô. Ướp để khoảng 30 phút rồi nấu. Thì đó giờ mình hay cho thịt vô nồi rồi đổ nước là nấu thôi, nhưng mà hôm nay mình xiên, cho nên thêm cái bước là bỏ lên chảo đảo sơ như này rồi mới chuyển sang nồi khác để kho. Ở nhà là mẹ mình hay kho với nước dừa cho nó ngon, nhưng mà mình không có thì kho nước lạnh cũng được luôn á, không sao hết. Và trong lúc nấu thì phải vớt bọt liên tục để cho nước trong và không có bị cặn nữa. Mình kho ở trong nồi áp suất á, cho nên có thể là áp suất để cho thịt nó nhanh mềm. Nhưng mà thôi, hôm nay mình kho lửa liu riu như vậy để lâu cho thịt nó mềm và thấm thì ăn nó mới giống ở nhà. Lần này mình kho đâu hơn 1 tiếng thì thịt nó mềm rồi. Lúc này thì mình nêm lại rồi thả trứng vô kho thêm khoảng 10-20 phút nữa là xong. Mình thích ăn trứng mềm nên mình chỉ kho một chút xíu thôi. Còn bạn nào thích cứng hơn thì kho lâu chút nữa. Ta-da, đây là bữa cơm ngày gần cuối năm của mình. Có thịt kho và trứng rất là ngon luôn. Ba mươi Tết ở nhà buồn miệng cho nên là lại đặt trà sữa về uống nè. Cũng may á là Tết còn có nail hoạt động cho nên cũng không tới nỗi không có gì ăn. Mà đặt trà sữa mà 1-2 ly á thì ít quá, cho nên nay mình đặt hẳn 4 ly để uống qua năm sau luôn. Ngon quá. Bởi vì hôm nay là tất niên cho nên mình quyết định sẽ nấu một mâm tất niên cho có không khí chút. Bây giờ mình đi luộc thịt trước, rồi mình cũng luộc thêm bún khô nữa để cuốn bánh tráng. Còn củ hành tím thì mình sẽ lột vỏ, sắc mỏng rồi trộn với giấm đường. À, mấy bạn biết là mình đang làm gì không? Mọi người đoán thử đi, rồi tí nữa mình bật mí sao nha. Thì mình còn nướng cá bằng air fryer nữa. Cá này được phi lê sẵn rồi, mình ướp với tiêu và nước mắm rồi bỏ vô nướng là xong. Mình cũng chiên thêm chả giò ăn kèm luôn, cũng nhiều việc ghê. Chả giò hôm nay mình có chả giò tôm tích, là cái cuốn cuốn nhỏ nhỏ đang chiên nè. Hôm bữa mình mua được ít tôm tích nên làm thử. Còn mà cái cuốn to mà xù xù á là chả giò hải sản mình mua ở bên ngoài. Thì cái này ăn rất là thơm và béo luôn, cho nên mình có mua một ít để trữ đông ăn từ từ. Mình bật mí cho mọi người về cái hành tím hồi nãy nè. Cái này thì dùng để làm thịt luộc trộn giấm hành đó nha. Hành tím chua ngọt thì mình chỉ cần trộn chung với thịt luộc sắc mỏng là xong. Và cái này á, cuốn bánh tráng rất là ngon luôn. Mình cũng thích món này lắm luôn á. Hồi nhỏ là chỉ có Tết mới được ăn thôi, cho nên món này cũng là một món quánh dấu Tết với mình. Nướng cá xong rồi mình lấy ra rắc thêm đậu phộng và mỡ hành nữa là xong. Mâm tất niên năm nay của mình đơn giản dễ sợ luôn. Mỗi món chỉ có một chút thôi, tại vì mình ăn cũng không nhiều mà làm dư thì phí. Ăn xong rồi thì mình ngồi coi phim tí đợi giao thừa như mọi năm thôi. Năm nay tại vì dịch nó bùng phát cho nên giao thừa không có bán pháo bông như mọi năm. Tuy vậy thì ngay đêm giao thừa mình cũng thấy người ta bán pháo bông tự phát như này á, nhìn cũng vui và có không khí ghê luôn.
À, năm nay mình cũng có lì xì nè mọi người có được nhiều lì xì không? Vậy là sang mùng 1 rồi, hôm nay nắng đẹp dễ sợ, rất thích hợp để đi chơi luôn. Nhưng mà mình á, thì ngồi ở nhà uống trà sữa chứ không đi đâu trơn. Mùng 1 á, thì phải ăn cái gì đó khác bình thường chút xíu chứ. Cho nên hôm nay là mình ăn lẩu đi nha. Nước lẩu thì mình nấu từ cá khô và rong biển. Còn rau thì có sẵn trong tủ rồi, do hôm bữa mua trước. Mình có nấm, cải ngọt và bắp cải nè. Nước lẩu này á, mình làm giống kiểu Hàn nhưng mà thật ra là hôm nay mình ăn lẩu sukiyaki kiểu Nhật nha. Bây giờ là mình phải đi pha nước chấm miso. Lẩu sukiyaki á, thì người ta không có chấm miso đâu. Nhưng mà tại vì mình thích cho nên mình ăn thôi. Mà cái nước chấm này á, cũng là mình tự nghĩ ra thôi chứ chắc ở ngoài cũng không có làm đâu. Nhưng mà mọi người thử đi, cái này ăn lẩu siêu ngon luôn á. Nước lẩu cơ bản đã xong thì bây giờ mình đi chuẩn bị được rồi. Đầu tiên thì mình sẽ xào thịt trên chảo với củ hành tây, rồi sau đó mình sẽ chuyển sang nồi lẩu sao. Thực ra là người ta sẽ xào thịt luôn ở bên trong nồi lẩu á, nhưng mà tại vì cái nồi lẩu của mình nó dính quá, rửa rất là cực cho nên mình mới dùng chảo khác như vậy. Chuyển thịt qua nồi lẩu rồi thì mình sẽ đổ nước lẩu vô nè. Nêm thêm nước tương, đường, mirin và rượu rồi nấu sôi lên. Và cuối cùng là mình sẽ bỏ thêm nấm và tàu hũ vô. Lẩu này á, đặc biệt là mình phải chấm với trứng gà nha. Và mình học được cái này hồi trước khi mà mình đang lẩu Nhật ở bên ngoài á, mình sẽ đập trứng ra rồi đánh lên chút xíu. Sau đó thì mình sẽ nhúng thịt bò rồi chấm trứng thôi. Mà mình không biết là chấm trứng trước hay là nên chấm nước chấm trước, mình không biết cái nào đúng nữa. Cho nên cứ theo cảm giác thì cái nào ngon thì làm thôi. Nhưng mà với mình thì kiểu nào cũng ngon hết trơn á. Mùng 2 Tết rồi, mình lại quay về với nồi thịt kho. Hôm nay thì mình làm thêm dưa leo trộn để ăn cho đỡ ngán. Mà cái này dễ làm lắm luôn á, mình cũng hay làm ăn kèm với mấy món kho khác nữa. Mọi người bào mỏng dưa leo xong trộn với đường, giấm và xíu muối rồi để một chút xíu cho thấm là được. Rồi trong lúc đợi dưa leo thấm thì mình còn luộc thêm ít đậu bắp để ăn rau cho nhiều chút nữa.
Dưa leo đã thấm rồi, mình sẽ vắt bớt nước đi trước khi mà chuyển sang dĩa khác. Chứ dưa leo trộn á mà còn để nước nhiều quá thì khi ăn nó sẽ không ngon bằng. Xong rồi, ăn cơm thôi mọi người ơi. Qua bữa này á là mình cất thịt kho luôn, chứ bây giờ là mình ăn đủ thịt kho cho mấy ngày Tết luôn rồi á. Mà Tết ở nhà không đi đâu thì ngoài ăn cơm, làm việc thì mình cũng tranh thủ thời gian coi phim tí nữa cho bớt stress. Thành ra là 2 ngày liên tục rồi thì ngày nào mình cũng coi phim hết trơn. Tối nay để giải ngáy cho nồi thịt kho nên mình chuyển sang làm tempura ăn nè. Mà cũng tại hôm qua mới coi xong cái clip làm tempura ở trên Instagram á, cho nên bị thèm và thế là tối nay phải lăn vô bếp nữa. Tempura hôm nay sẽ có nấm, khoai lang và đậu bắp, và tất cả đều phải chuẩn bị trước khi pha bột. Hôm nay mình không có dùng bột pha sẵn mà mình tự pha bột tempura, thì mình chỉ dùng bột mì đa dụng và thêm chút xíu baking soda rồi thêm nước đá lạnh vào để khuấy. Thì mình xem á thì người ta nói là làm như vậy để tempura nó giòn hơn khi mà chiên á. Và bữa tối hôm nay còn có thêm salad rong biển nữa nè. Cái này hôm bữa mình đi siêu thị hàng mình mua được mà mình thích cái này lắm luôn. Rồi ngoài tempura thì mình còn chiên thêm chả giò hải sản nữa. Nhân ở bên trong á là tôm và mực siêu ngọt và béo ngậy luôn. Giờ nhìn lại mình còn thèm nữa. Mùng 3 năm nay là ngay vào 14 tháng 2 luôn nè mọi người. Hôm nay mình được tặng quà vui quá trời luôn. Cái này gọi là Nendoroid, là một dạng mô hình búp bê á, mà cái này thì nó rất là chi tiết luôn. Mẫu của mình là một nhân vật trong anime Natsume Yuincho mà mình rất là thích, vậy nên thấy là đổ liền. Cái hộp á, nó có bọc giấy bên ngoài và bên trong thì nó có ni lông bảo vệ. Mà hồi nãy máy mình bị lỗi cho nên mình không có quay được, bây giờ thì mở tượng trưng thôi. Bên trong có hướng dẫn sử dụng rất là kỹ luôn, và các chi tiết đi kèm thì cực kỳ đẹp và sắc nét nữa. Mình có thể tháo lắp ra để tạo nhiều dáng cho nhân vật. Và lần đầu tiên mình chơi cái này luôn, nhưng mà cảm giác chơi rất là vui, thú vị, rất là thích. Và bây giờ để mình lắp vài mẫu cho mọi người xem ha. Tại bởi vì chơi vui quá cho nên trưa nay mình không thèm nấu gì ăn hết trơn luôn. Bù lại thì hôm nay mình đặt gà nướng về ăn á, tiện hết sức luôn nè.
Với mình á, sang mùng 4 là coi như hết Tết rồi. Thì sáng nay mình sẽ bắt đầu một ngày mới với một ly matcha đá xay. Hồi trước á, lâu rồi mình cũng có up cái video hướng dẫn làm món này nè. Nhưng mà còn cần thêm một kem cho béo nữa. Hôm nay thì mình làm đơn giản hơn, chỉ với sữa tươi, đường và sữa đặc có đường thôi. Nhưng mà cũng ngon không kém luôn á. Cái quan trọng là mọi người hãy mua matcha xịn nha. Matcha xịn thì đồ uống sẽ vừa thơm vừa ngon luôn. Trưa hôm nay mình sẽ làm một bữa toàn là khổ qua luôn. Khổ qua nó hơi héo á, là tại vì mình bỏ quên trong tủ lạnh. Nhưng mà không sao, bây giờ thì vẫn nấu được như thường. Mình sẽ nấu canh khổ qua và làm khổ qua xào trứng. Và khổ qua thì trước khi làm mình sẽ bỏ ruột rồi bào mỏng thôi, là mình sẽ nấu được hai món cùng lúc luôn. Để cho khổ qua bớt đắng thì lúc đầu mình nấu mình sẽ thêm đường vô. Khi mà gần xong á thì mình mới nêm muối và gia vị vô sao. Cái này á là mình học của mẹ nè, mà đúng là nấu kiểu này á thì nó bớt đắng hẳn mà ăn lại ngon nữa. Như vậy là vlog của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cả cái vlog của mình và xem được đến phần này nha. Mọi người nhớ like, share video của mình. Đã ai chưa subscribe thì nhớ bấm subscribe nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.